Hello, xin chào mẹ bầu đã quay trở lại với ngày thứ hai của hành trình 7 ngày giảm đau lưng cho mẹ bầu cùng với Kona Yoga. Ngày hôm qua, Ngọc Anh đã đưa cho mẹ một bài tập nho nhỏ, đó chính là kiểm tra khả năng vận động của mẹ gặp được người về phía trước ở mức độ số mấy. Chắc chắn mẹ còn nhớ bài tập ngày hôm qua chứ? Nếu mà ngày hôm qua mẹ chưa có test cho kiểm tra cơ thể của mình thì hãy ngay lập tức quay về lại video của bài tập ngày hôm qua, kiểm tra cơ thể của mẹ và comment xuống dưới video nha. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một bài tập nhẹ nhàng nhưng cấp độ sẽ cao hơn một chút xíu xíu so với bài ngày hôm qua để giúp cho mẹ cải thiện được vùng lưng tốt hơn nhé. Ok chưa nào? Bây giờ thì mẹ hãy ngồi khoanh chân trên thảm của mình để bắt đầu vào bài tập này nha. À, nếu như hôm nay là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy Ngọc Anh qua video này thì mẹ hãy tạm dừng video và quay về tập với bài tập của ngày đầu tiên nhé. Còn nếu như mẹ đã tập bài ngày đầu tiên rồi thì hãng tiếp tục với bài tập ngày thứ hai này nha. Rồi ok, bây giờ thì hãy ngồi khoanh chân trên thảm của mình đi nào. Thả lỏng hết toàn bộ cơ thể của mình ra và đặt hai tay lên đầu gối. Chúng ta sẽ bắt đầu bài tập ngày hôm nay bằng một bài tập hít thở luân phiên vô cùng dễ chịu. Mẹ sẽ sử dụng ngón tay cái của mình che vào cánh mũi bên phải và sử dụng ngón tay giữa của mình để che cánh mũi bên trái. Ngón tay giữa hoặc ngón tay áp út nha, để mình che cánh mũi bên trái. Đầu tiên mẹ sẽ che cánh mũi bên phải lại và hít sâu hơi bằng mũi bên trái. Rồi mẹ dùng ngón tay áp út che cánh mũi bên trái lại, mở cánh mũi bên phải ra và mình thở bằng mũi bên phải. Tiếp tục hít sâu bằng mũi phải, che mũi phải và mở bên trái ra, thở. Hít sâu mũi trái, che trái mở phải, thở. Hít sâu bên phải, che phải mở trái. Hít sâu bên trái, che trái mở phải, thở. Hít sâu bên phải, che phải và mở trái, thở. Một vòng cuối, hít sâu bên trái, che cả hai bên mũi lại, nén thở nào. 3, 2, 1, mở phải thở ra. Hít sâu bên phải, lại che hai mũi lại giữ. 3, 2, 1, thở bên trái. Rồi buông tay ra và chúng ta hít thở đều cả hai mũi. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở. Hít vào vươn hai tay lên, ngửa cổ vươn cằm mắt nhìn theo tay. Đan hai tay lại và thở ra. Đặt tay sau đầu kéo gập cằm cổ của mình xuống. Khép hai khuỷu tay lại, căng giãn hết toàn bộ vùng gáy cổ. Giữ ở đây, căng giãn hết toàn bộ vùng cổ của mình ra nha. 5 4 3 2 1, từ từ buông tay ra. Tiếp tục, chống hai tay sang ngang, chạm tay xuống thảm. Hít vào nâng đầu thẳng, thở ra từ từ nghiêng đầu sang bên trái. Hít sâu nâng lên, thở nghiêng đầu sang phải. Hít sâu lên, thở sang trái. Hít lên, thở phải.
hít lên, thở trái, giữ ở đây, đưa tay trái lên đặt lên đầu và kéo đầu căng giãn sang bên trái. Vẫn đẩy lồng ngực lên và hạ thấp phần vai phải của mình xuống nha. Giữ nào. 3 2 1 Giữ nguyên ở đây. Chúng ta xoay đầu nhìn xuống dưới đùi bên trái, rồi vẫn dùng tay trái và kéo gập đầu của mình xuống. Đưa tay phải ra sau lưng, áp mu bàn tay phải vào lưng, lân bàn tay phải nhiều sang bên trái, sẽ làm căng giãn hết toàn bộ phần vai và cổ phía bên phải của mình. Dùng tay trái kéo gục đầu xuống nào, nhìn về phía đùi trái. 5 4 3 2 1 Từ từ buông tay ra và nâng đầu lên. Hít vào, vươn tay phải lên. Thở ra, dùng tay phải và kéo đầu nghiêng sang bên phải. Căng giãn phần cổ bên trái của mình. Giữ tĩnh ở đây, ngồi thẳng lưng nha. 5 4 3 2 1 Tiếp tục đưa tay trái ra sau lưng và áp sát mu bàn tay trái vào lưng của mình. Lân tay trái gần sang bên phải, rồi xoay đầu hướng gương mặt của mình xuống dưới đùi phải. Vẫn dùng tay phải kéo gục đầu xuống. Căng giãn hết toàn bộ phần cổ và phần vai bên trái của mình nhé. Nhìn xuống dưới đùi phải nào. Chúng ta giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Buông tay ra và nâng đầu lên. Rồi đặt hai tay lên đầu gối của mình, xoay bả vai. Hít vào, đưa vai về trước lên cao và ra sau. Thở ra hạ thấp. Hít vào, xoay vai về trước lên cao, thở ra hạ. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở, đổi chiều và xoay ngược lại nào. Hít sâu, vai ra sau về trước, thở. Hít sâu, thở ra. Hít. Thở. Tiếp tục hít vào, dùng tay kéo căng đẩy ngực về trước. Thở ra lại cuộn gù lưng lại. Nhìn vào bụng của mình nào, đẩy cong tròn lưng về phía sau. Hít sâu, đẩy căng lưng về phía trước, ưỡn ngực lên. Thở ra cuộn người lại. Nhìn xuống dưới bụng của mình. Hít sâu, đẩy ngực về trước. Thở ra cuộn lại. Hít sâu một lần nữa. Thở ra. Rồi ngồi thẳng lưng và chúng ta xoay tròn cột sống nhé. Hít sâu, xoay người sang bên phải. Áp sát bụng của mình tiến gần về phía đùi phải. Từ từ vươn dài về phía trước. Chậm rãi xoay sang bên trái. Nâng lên và thở ra. Hít sâu sang phải, gập người nào. Lân dần bụng của mình về trước, sang trái. Nâng lên và thở ra. Hít sâu, gập người. Xoay nào. Lên, thở. Đổi chiều xoay ngược lại. Hít sâu, người sang phải. Xin lỗi, đưa người sang trái. Rồi về giữa và lân sang bên phải, nâng lên và thở. Hít sâu từ trái, về giữa, sang phải, lên thở. Hít sâu lần cuối, xoay nào. Lên và thở ra. Rồi đặt
hai bàn chân, rộng ra cho hai bàn chân áp sát được vào nhau. Chúng ta ngồi thẳng lưng và lắc lư hai đầu gối của mình theo tư thế cánh bướm. Tư thế này giúp cho phần cột sống của mình được thư giãn và massage, giảm đau lưng cho mình nha. Ngồi thẳng lưng nào, lắc lư gối. Tiếp tục thả lỏng cả hai vai ra. Rồi từ từ dừng chân lại. Chúng ta nghiêng người sang bên trái và tì khỉu tay trái lên đầu gối. Tiếp tục đặt tay phải lên đầu gối phải, hít sâu và dùng tay phải đẩy thẳng căng tay trái. Dùng tay phải đẩy thẳng căng ra, nhấn cho đầu gối chân phải tiến gần về phía thảm. Nghiêng người sang bên trái, duỗi thẳng căng cánh tay phải ra, giữ ở đây. 3 2 1 Nâng người lên, hít vào đổi bên. Nghiêng người sang bên phải nào. Thở ra dùng tay trái đẩy căng đầu gối chân trái. Cố gắng chúng ta duỗi thẳng căng chân. Xin lỗi, chúng ta duỗi thẳng căng tay. Nhấn sâu cái chân trái của mình xuống. Người đổ nghiêng hẳn sang bên phải nào. Giữ tĩnh. 5 4 3 2 1 Rồi trùng nhẹ tay và nâng người lên. Tiếp tục mình duỗi chân phải sang ngang và ngồi thẳng lưng. Ưỡn ngực và hít sâu. Hai cánh tay của mình sang ngang, mở cong lồng ngực ra nào. Thở ra từ từ vòng tay phải qua bụng, ôm lấy phần bụng. Tay trái áp sát đầu và trượt dần người, nghiêng người sang bên phải. Vươn căng cánh tay trái ra để kéo giãn được hết toàn bộ phần lườn trái nào. Thẳng chân phải ra và dựng ngửa bàn chân phải lên trần. Lưu ý là phần mông bên trái của mẹ nhấn xuống thảm nha. Ưỡn ngực lên đi nào mẹ bầu ơi. Đẩy căng lồng ngực và vươn căng cánh tay của mình. Đúng rồi, tiếp tục nào. 5 4 3 2 1 Hít sâu và nâng người lên. Thở ra, đưa tay trái chống ra sau, tay phải đặt lên đầu gối trái. Thẳng lưng, hít sâu và thở ra, vặn mình nhẹ nhàng sang bên trái. Quay đầu nhìn theo vai trái nào. Nhẹ nhàng thôi nha, không cần phải vặn căng quá. Chúng ta chỉ vặn thân trên của mình thật nhẹ. Rồi giữ. 5 4 3 2 1 Từ từ xoay người lại, chống hai tay về phía trước. Vẫn tiếp tục ngồi thẳng lưng và ưỡn ngực lên. Hít sâu, từ từ thở ra, trượt dài cánh tay về phía trước. Chúng ta có thể hạ khuỷu tay xuống thảm, giữ cho lưng thẳng, tùy theo độ dẻo của mẹ nha. Nếu mà độ dẻo cho phép thì mẹ hạ khuỷu tay xuống thảm giống như Ngọc Anh. Còn nếu như mẹ cảm thấy căng nhiều vào vùng gối này, rồi vào vùng háng này, thì mẹ chống thẳng cánh tay này lên như thế này cho Ngọc Anh nha. Làm theo khả năng và độ dẻo của mình, ok? Rồi, giữ nào. 5 4 3 2 1 Từ từ hít sâu và nâng thân lên. Tiếp tục chúng ta thu gối chân phải lại, hai tay ôm lấy bàn chân và cẳng chân phải. Đẩy rộng, hít sâu và thở ra, đẩy rộng gối chân phải ra sau. Để ý nha, đầu gối đang ở ngang như thế này đúng không? Mẹ đẩy căng gối chân phải ra sau để cho cái phần khung chậu của mình nó được giãn nở tốt hơn. Mẹ ngồi thẳng lưng lên cho Ngọc Anh nào. Đẩy căng gối ra sau và giữ. 5 4 3 2 1 Rồi từ từ kéo sát chân gần về phía ngực của mình. Thở ra kéo nha. Chúng ta vẫn lại giữ. 5 4 3
hai, một, buông tay ra, đổi bên, duỗi chân trái sang ngang, ngồi thẳng lưng lên, duỗi thẳng căng chân và cân bằng cả hai mông ở trên thảm. Thực hiện tư thế nghiêng lườn. Hít sâu, mẹ mở rộng cả hai cánh tay, từ từ đưa tay trái qua ôm lấy bụng của mình rồi thở ra, nghiêng người sang bên trái, vươn tay phải áp sát đầu và hơi quay đầu nhìn lên trần. Đẩy căng lồng ngực, kéo giãn lườn phải và chúng ta giữ tĩnh ở đây. 5 4 3 2 1 Từ từ hít sâu, nâng người lên. Vặn mình, thở ra, tay phải chống về sau và đặt tay trái lên đầu gối. Vặn mình nhẹ nhàng, quay đầu nhìn theo vai phải. Chúng ta giữ ở đây. 5 4 Ngồi thẳng lưng nào. 3 2 1 Từ từ thả lỏng và xoay người lại. Chống hai tay về phía trước, rồi lại giữ cho lưng thẳng. Ưỡn ngực lên. Hít sâu. Thở ra, trượt dần tay về phía trước. Tùy theo độ dẻo của mẹ nha. Căng đến đâu thì mẹ dừng lại ở đó cho Ngọc Anh. Nhớ là vừa làm phải vừa cảm nhận cơ thể của mình. Giữ được ở mức độ nào mình giữ, không bắt buộc là chúng ta phải nhấn căng quá. Làm tốt hơn thì mẹ có thể hạ khuỷu tay xuống thảm như thế này, giống như Ngọc Anh, nhưng lưng của mình vẫn phải thẳng nha. Chúng ta giữ thêm. 5 4 3 2 1 Rồi hít vào và nâng người lên. Thu chân bên trái lại, hai tay mình nắm vào bàn chân trái hoặc cẳng chân, rồi hít sâu. Thở ra, mình đẩy rộng gối chân trái sang ngang, cố gắng đưa rộng gối chân trái về phía sau. Rồi chúng ta giữ, vẫn ngồi thẳng lưng nhé. Đẩy được đến đâu thì đẩy, một chút xíu thôi cũng được mẹ ơi. Đúng rồi, một tí thôi cũng được. Làm tốt thì mình nhấn căng hơn, cứ từng ngày, mỗi ngày một chút, không cần phải làm căng ngay. Cứ nhẹ nhàng thôi, đúng rồi. 3 2 1 Rồi hít sâu và thở ra. Chúng ta kéo bàn chân tiến gần về phía lồng ngực của mình. Vẫn ngồi thẳng lưng. Vẫn đẩy lưng lên thẳng nào, rồi giữ tiếp nha. 5 4 3 2 1 Từ từ buông tay ra và hạ chân xuống, áp sát hai bàn chân vào nhau. Tiếp tục đẩy xa chân về phía trước. Hai bàn chân chạm nhau nhưng chúng ta đẩy xa về phía trước hoặc lùi mông về phía sau. Hai tay nắm vào bàn chân và hít sâu. Thở ra, từ từ mình gập người xuống. Có thể hơi cuộn nhẹ phần lưng, hướng gương mặt của mình về phía bàn chân. Tùy theo độ dẻo và khả năng mình gập người được tới đâu thì gập nha. Nhớ là cảm thấy thoải mái ở trong tư thế này. Thả lỏng đầu cổ ra, thả lỏng bụng nữa. Tùy theo khả năng của mình mẹ gập người nhé. Giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Rồi hít sâu, mẹ nâng người lên. Đẩy thẳng cánh tay và nâng lên. Xoay người dọc thảm, mẹ duỗi thẳng hai chân về phía trước. Lắc lư nhẹ nhàng cả hai chân của mình một chút xíu. Lắc lư nhẹ nhàng.
rồi mẹ co chân phải lại và áp sát bàn chân phải vào đùi bên trái, thực hiện tư thế căng duỗi phía tây. Xin lỗi, đây là tư thế ba nhánh chạm mặt. Mẹ sẽ áp sát bàn chân phải vào đùi trái, dựng ngửa bàn chân trái lên và thẳng lưng nhé. Hít sâu, vươn căng cả hai cánh tay lên trần, kéo giãn hết cỡ cột sống của mình ra đi nào. Rồi thở ra, mẹ đưa tay đặt lên ống đồng. Lưng vẫn thẳng nha. Làm tốt hơn, mẹ thở thêm và đặt tay lên đến cổ chân. Tốt nữa, lại hít sâu và thở ra lên đến bàn chân. Rồi lại hít sâu và thở ra, mẹ hạ dần khuỷu tay lên ống đồng. Khả năng đến đâu thì mình làm đến đấy. Miễn sao mẹ giữ cho Ngọc Anh lưng thẳng. 5 4 3 2 1 Từ từ hít vào và nâng người lên. Thở ra, đổi bên nào. Duỗi chân phải và co chân trái lại, áp sát bàn chân trái gần vào cẳng chân phải, dựng ngửa bàn chân phải lên, chúng ta tiếp tục. Hít sâu, lại vươn căng cả hai cánh tay lên trần. Thở ra, từ từ chạm tay vào ống đồng. Thẳng lưng. Rồi lại hít sâu. Thở ra, trượt đến cổ chân. Thẳng lưng nha. Hít sâu, tiếp tục. Thở ra đến bàn chân và ống đồng. Hạ dần khuỷu tay lên tới ống đồng. Tùy theo độ dẻo của mẹ, mẹ lựa chọn một mức độ nào mẹ có thể giữ được tư thế nhé. Thoải mái nhất, cảm thấy dễ chịu ở trong tư thế này. 5 4 3 2 1 Từ từ hít sâu, nâng người lên. Thở ra. Rồi mẹ duỗi nốt cả hai chân. Chúng ta nằm ngửa nào. Nằm ngửa lên thảm. Mẹ duỗi thẳng chân trái lên trần, chân phải mẹ co chạm xuống sàn. Duỗi thẳng chân trái lên trần, tùy theo độ dẻo, mẹ có thể duỗi thẳng căng. Hai tay mẹ nắm vào ống đồng của mình, ưỡn ngực và thẳng lưng lên nào. Một số mẹ làm tốt hơn thì hít sâu, mẹ thở ra, trượt tay lên đến cổ chân. Để nhấn được căng hơn nữa, kéo chân căng hơn nữa. Lưu ý này, mẹ không cần phải cố gắng đưa chân tiến gần quá nhiều về đầu của mình đâu nhá. Mẹ để ý cho Ngọc Anh là mẹ nắm được tới cổ chân là được rồi. Nhưng mà cái phần mông của mẹ không bị nâng lên như thế này. Mẹ sẽ nhấn phần mông xuống thảm cho Ngọc Anh. Nhấn hết cỡ cái mông của mình xuống thảm thì tự nhiên mẹ sẽ thấy phần khoeo chân của mình nó rất căng. Làm không được thì mình nắm vào bắp chân thôi. Nắm như thế này thôi, nhưng vẫn phải nhấn phần hông xuống thảm để cho động tác nó có một cái cảm giác căng căng nhẹ nhẹ và không vướng vào vần bụng của mẹ. Giữ tĩnh nào. 5 4 3 2 1 Tiếp tục mẹ co gối lại và đẩy rộng gối sang bên trái, thoát hẳn ra ngoài. Hai tay mẹ nắm tới bàn chân. Hít sâu và thở ra, mẹ nhấn chân bên trái xuống thảm. Tùy theo độ dẻo khớp háng của mẹ nha. Nếu được thì mẹ tì luôn chân xuống thảm. Nếu không được thì mẹ cứ giữ ở một mức độ nào mà mẹ cảm thấy dễ chịu, mẹ giữ cho Ngọc Anh nhé. 5 4 3 2 1 Rồi buông tay ra. Chúng ta đổi bên nào. Hít sâu, mẹ thở ra, duỗi thẳng chân phải. Tiếp tục đặt hai tay lên ống đồng. Giữ chân ở đây. Hơi đẩy rộng chân sang bên phải một chút nha. Nhớ là phần mông của mẹ nhấn xuống thảm nào. Nhấn hết cỡ phần mông xuống thảm, mẹ sẽ thấy phần cột sống của mình dễ chịu hơn rất nhiều. Làm tốt thì mẹ đưa tay lên đến cổ chân. Thẳng, thẳng lưng. Nhấn mông xuống thảm đi nào mẹ ơi. Tí mông xuống,
Đúng rồi. Giữ ở đây thêm vài nhịp nữa nha. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi hít sâu, mẹ thở ra, co gối chân phải lại. Đưa gối chân phải sang bên trái. Hai tay mình nắm tới bàn chân phải nào. Hít sâu và thở ra. Mẹ tiếp tục nhấn cho đầu gối chân phải tiến gần về phía thảm của mình. Chạm gần được xuống sàn. Lựa cho mình một cái tư thế vừa đủ độ căng để mình cảm thấy thoải mái ở trong tư thế nha. Mẹ giữ thêm ở đây nào. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi buông tay ra. Mẹ duỗi thẳng chân và tách rộng hai chân ra sát mép thảm. Dang rộng cả hai tay, mẹ thả lỏng cơ thể, đổ hai bàn chân sang hai bên. Một số mẹ bụng bầu của mình lớn rồi, tư thế nằm ngửa làm cho mẹ cảm thấy khó chịu thì mẹ có thể lật nghiêng người sang bên trái để thư giãn nhé. Miễn sao mẹ thả lỏng hết toàn bộ cơ thể của mẹ ra. Khép mắt lại và chúng ta điều hòa hơi thở nào. Hít sâu, mẹ đẩy căng tròn phần bụng của mình lên. Rồi từ từ thở ra, mẹ hạ bụng xuống. Hít sâu, đẩy căng tròn bụng của mình lên nào. Thở ra, hạ xuống. Tiếp tục hít sâu, căng tròn bụng. Thở ra. Thêm một lần cuối. Hít sâu, đẩy căng tròn bụng của mình lên. Thở ra. Rồi mẹ mở mắt. Lật nghiêng người, chống tay và nâng người ngồi dậy. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập của ngày hôm nay rồi đấy. Cơ thể của mẹ đang cảm thấy như thế nào? Chắc chắn là mẹ đang cảm thấy thư thái và dễ chịu rất nhiều cho phần lưng của mình rồi, có đúng không nào? Bài tập này giúp cho mẹ cải thiện được tình trạng đau mỏi lưng của mẹ. Và nhớ rằng mẹ cần phải tập luyện mỗi ngày, tăng dần cường độ lên mỗi ngày để cơ thể của mẹ có thể cải thiện dần dần và mẹ sẽ có một thai kỳ khỏe mạnh nha. Và nhớ là chúng ta sẽ tập luyện hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày để kết quả sẽ rõ rệt hơn ở những ngày tiếp theo. Ngày hôm nay thì mẹ hãy nhớ lưu lại cho Ngọc Anh những cảm xúc của mẹ trong quá trình tập luyện ngày hôm nay. Mẹ cảm thấy cơ thể của mẹ cải thiện như thế nào? Mẹ thấy vị trí nào trên cơ thể của mẹ dễ chịu, thoải mái? Thì hãy để lại lời nhận xét của mẹ, để lại cảm nhận của mẹ xuống dưới comment trong video này nhé. Mẹ hãy ghi lại ngày hôm nay là ngày bao nhiêu và mẹ đang ở thành phố nào, kèm theo những cảm nhận của mẹ qua bài tập này xuống dưới video để dựa vào đó Ngọc Anh hiểu rằng, biết được rằng mẹ đã có những cải thiện gì trong quá trình tập luyện để tiếp tục xây dựng thêm cho mẹ nhiều bài tập hay và thú vị phù hợp với các mẹ nha. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào bài tập của ngày mai. Và bây giờ thì Kona Yoga xin chào!